Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong rất nhiều những món đồ chuẩn bị cho bé yêu những năm tháng đầu đời, tất nhiên thì các bậc cha mẹ không thể nào quên chuẩn bị cho các bé một chiếc nôi, một chiếc cũi thật là êm ái, an toàn cho các con. Vừa là nơi để chúng ta có thể vui đùa trong giữa các bé, vừa là nơi để các bé có một giấc ngủ thật ngon nữa. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, đặc biệt là các ông bố bà mẹ, chúng ta hãy cùng gặp gỡ chị Trương Thị Thu tại cửa hàng Con Cưng thành phố Đà Lạt. Và chị sẽ giúp chúng ta, tư vấn cho chúng ta cách để lựa chọn những chiếc nôi thật là ưng ý cho các bé. Thu này, như vậy thì để có thể lựa chọn một chiếc nôi thật là tốt cho bé thì cái chiếc nôi đó cần phải đảm bảo những yếu tố như thế nào? Vâng, để lựa chọn cho bé một chiếc nôi an toàn, sử dụng cho bé tốt trong những năm tháng đầu đời thì mình có thể cần quan tâm những yếu tố như sau. Nhịp đưa của nôi thì phải êm, không có bị giật, giúp cho bé có một giấc ngủ sâu. Điều thứ hai là thiết kế của nôi phải được vững chắc. Phía bề mặt dưới của nôi nằm thì phải thiết kế bằng phẳng, thoáng mát, giúp cho bé không bị cong lưng, thoải mái. Điều thứ ba quan trọng hơn đó là những cái vách nôi này có thể tháo rời ra, giúp cho mẹ có thể tiện lợi trong việc giặt giũ. Điều quan trọng nhất đó là chính là cái độ an toàn của nôi về tính cách điện thì phải được đảm bảo an toàn. Vâng, như vậy thì Thu có thể giới thiệu cho quý khán giả và đặc biệt là các bậc cha mẹ một số cái mẫu nôi để các bậc cha mẹ có thể lựa chọn cho các bé được không? Hiện nay thì ở trên thị trường đang có rất nhiều dòng sản phẩm nôi để cho các mẹ lựa chọn, nhưng hiện tại hệ thống Con Cưng đang có một số mặt hàng tương đối tốt và Thu có thể giới thiệu cho các bạn coi. Đây là cái dòng sản phẩm của Nông Hưng. Nôi này thì thiết kế từ cho bé từ 0 tháng tuổi cho đến 4 tuổi. Hàng này thì thiết kế nhỏ gọn, mình có thể xếp gấp lại được, mang đi ra ngoài, vận chuyển ra ngoài dễ dàng. Những cái vách ngăn này có thể tháo rời ra được. Khi mà tháo rời ra được như vậy thì giúp mẹ có thể giặt dễ dàng được. Cái bên dưới ở phần cho bé nằm bên dưới này thiết kế rộng rãi, thoáng mát, bằng phẳng, giúp cho bé nằm thẳng, không có bị cong lưng, thoải mái. Đối với hàng này thì sau này có thể nằm cũi cho bé được. Đối với để sử dụng nằm cũi cho bé thì tốt nhất các mẹ nên có thể cố định ở 4 cái đầu góc này. Cố định như vậy thì sẽ nằm cái cũi ở trên đây cho bé luôn. Còn nếu như mà các mẹ muốn di chuyển nôi trong nhà, đối với cái hàng nôi này ở bên dưới có thiết kế 4 bánh, ở bên dưới này có thiết kế 4 bánh như vậy á, thì mẹ có thể di chuyển trong nhà được, không cần phải hai người nhấc. Đối với dòng sản phẩm này á, trên đây người ta thiết kế một cái cây treo mùng cao như vậy á, treo mùng như vậy thì sẽ che được muỗi hoặc côn trùng cắn cho bé, đồng thời mình có thể treo đồ chơi trên đây cho bé luôn. Đối với hàng này á, cục adapter ở đằng dưới này, khi mà mình để cho bé nằm ở trên nôi á thì tốt nhất mình nên quay đầu bé, không nằm cùng chiều với cục adapter. Còn đây là dòng sản phẩm của S-Baby. Hàng này thiết kế cho bé từ 0 tháng tuổi cho đến 3 tháng. Hàng này sức đưa của nó từ 3kg cho đến 80kg. Trọng lượng đưa cái này có thể đưa được cho người lớn, dùng cả cho mẹ và cho cả gia đình. Hàng này là thiết kế 3-trong-1, vừa nằm nôi cho bé và có thể ngả ra, sau này nằm trong ba mẹ nằm hoặc là ba mẹ nằm trên đó giúp bé ngủ. Khi mà làm võng thì mình chỉ cần ngả cái cây khung sắt này ra và làm võng. Ở trong đây ở trong cái hàng của Baby này nó có một bộ võng kèm theo cho các mẹ luôn. Đây là dòng sản phẩm của Happy Dino, thiết kế cho bé từ 0 tháng tuổi cho đến lúc 3 tuổi. Hàng này thì được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi dùng cho mẹ. Ở đây thì nó sẽ có 3 tầng cho mình. Bên trong thì nó sẽ có một cái nôi nhỏ tự động, có thể nằm trên bé, ru tự động cho bé như vậy. Cái độ ru này nó không quá mạnh, như vậy cho bé nó dễ ngủ, an toàn hơn. Bề mặt cái cũi này bên trên này được thiết kế bọc với hai lớp nhựa như vậy, giúp cho bé khi mà bé tập đứng lên bé bấu vô bé không có bị xước chân tay hay gì đó. Cái hàng này khi mà nhà mình sử dụng nằm giường, nếu mà ba mẹ sử dụng nằm giường có thể kê cái cũi này sát vô giường của mình được. Như vậy khi mà mình nằm giường cho bé, mình có thể tháo cái nôi tự động nhỏ này ra. Đây ạ. Mình có thể tháo cái nôi tự động nhỏ này ra, mình kê cái cũi sát vô với giường của ba mẹ. Để như vậy, bé sẽ có một không gian rộng rãi hơn, bé có thể nằm lăn qua giường của ba mẹ ngủ cũng được. Hàng này khi mà ở đằng dưới này, nếu anh chị làm giường cho bé ở đằng trên, tầng dưới mình có thể tháo ra, tầng dưới mình có thể bỏ xuống để mình đựng đồ chơi cho bé. Tất cả các đồ dùng của bé có thể để ở đằng trong. Đặc biệt đối với hàng này, khi mà mình nằm cũi cho bé rồi thì mình sẽ không sử dụng cái cây ở bên dưới này, cây thanh chắn ở bên dưới, là mình sẽ hạ cái cây thanh chắn ở tầng trên xuống nằm cũi cho bé. Hàng này thì thiết kế gọn nhẹ với cái mùng che rộng, có thể che phủ xuống phía dưới bên dưới này thì giúp cho bé không có bị côn trùng đốt. Ở phần dưới
cũi thì có sẽ thiết kế bốn cái bánh xe này, thì khi mà di chuyển trong nhà thì ba mẹ một người cũng có thể di chuyển được, chứ không như có một số cái loại hàng khác thì sẽ phải hai người khiêng, di chuyển nó dễ dàng hơn đối với cái dòng này. Vâng, xin cảm ơn Thu rất là nhiều vì hôm nay đã chia sẻ đến quý khán giả những thông tin thật là hữu ích để giúp các bậc cha mẹ có thể lựa chọn những chiếc nôi thật là ưng ý, thật là đảm bảo chất lượng cho các bé, giúp các bé phát triển thật là tốt trong những năm tháng đầu đời. Và đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Mời quý vị và các bạn cùng trở lại với trường quay của Bình Minh Cao Nguyên. Sưởi ấm nhau bằng